Hello mọi người, hello mọi người. Hello cả nhà. Hello mọi người vô rồi chấm bài em thấy mọi người nha. Hôm nay em sẽ xả áo sơ đây cả nhà ơi. Hôm nay bé xả áo sơ đồng giá cho em là 50 hoặc là 70 nghìn cho mọi người. Có hai mức giá trong này ngày hôm nay của em nha. Hôm nay xả áo sơ cho mọi người vô rồi chấm bài giùm em, thả tim cho một cái để em lên cho mọi người. Nói chung là hết mọi thứ luôn nha cả nhà, với mọi thứ áo sơ mà em có em lên hết cho mọi người trên live luôn nha. Rồi hôm nay thì có hai mức giá là 50 và 70. Áo sơ hàng rất là đẹp mọi người. Áo sơ thì nó là một cái signature bên em luôn, nên là mọi người mình muốn tìm áo đẹp á thì mọi người vô live này thì giá vừa rẻ mà còn đẹp nữa thì nói chung là phải coi thôi cả nhà ơi. Đây em sẽ cho mọi người xem cái sào áo live ngày hôm nay của em nha mấy chế ơi. Đó dưới này giùm em nha mọi người. Em mấy cái em áo này á thì là những cái em áo xô tuyển hết cả nha mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm giùm em, nếu mà nó có lỗi làm gì đó em sẽ báo lên cho mọi người biết ha. Và nếu như mà nó có lỗi, nó có to hoặc là cái gì đó mà kiểu như là nó ảnh hưởng tới áo á thì em sẽ fix lỗi trực tiếp cho mọi người luôn, nên là mọi người cứ yên tâm giùm em nha. Đây nè các nhà ơi, mọi người có tìm style nào, gu nào, kiểu mọi người muốn bận công sở mặc dịp như thế nào mọi người nói em để em tìm cho mọi người cho nó đúng chính xác để ở tránh tốn thời gian của mọi người ha. Đây nè cả nhà ơi, đó như em áo xôi rất là xinh luôn. Mấy em này á thì bình thường giá của nó sẽ là 90 nha mọi người, giá 90 thì giá áo xôi bên em, nhưng mà hôm nay thì bé sẽ xả like xả sale cho mọi người ha, xả sale cả nhà, tại vì là có kiện kiểu là tụi em sắp chăm hàng mới cho nên là bé sẽ xả hết nhanh cho mọi người. Ở khúc này là khúc rất là lời nên cả nhà mình nhớ tranh thủ mình xem like giùm em nha. Đây cả nhà ơi, và cái xả này á thì em không có xuống sau like cả nhà yêu ơi, nên là mọi người mình tranh thủ giùm bé nha. Bé chỉ chốt ở trong live thôi à. Đây nè cả nhà ơi, trẻ Caro Noel giùm em. Rồi hôm nay thì em có nhiều, nói chung là John Caro rồi sơ mi rồi kiểu tai bồng rồi cổ bèo rồi này kia em cũng có luôn. Chỉ có mức giá cho em là 50 nghìn thôi. Mọi người có một cái em áo xinh như vậy rồi thì nó rất là rẻ luôn cả nhà ơi. 50k ăn cho em được một tô bún riêu thôi cả nhà. Đó. Còn cái này thì mình mua được có hiện vật mang về rồi này kia nữa đó. Cái này mọi người ơi. Em hello mọi người nha. Em hello cả nhà. Rất là rẻ mọi người ơi, bình thường mấy em này giá cho em nó là sẽ là 90 không đó nói chế. Và hôm nay thì trong live thôi, em chỉ xả trong live thôi nha cả nhà ơi. Sau live bé không có xả nữa nè mọi người, sau live không có chốt được nha mấy chế. Rồi tôi chốt trực tiếp trong live cho bé ha. Cả nhà ơi, mọi người muốn lên kiểu nào nói em lên cho. Và kiểu mọi người muốn săn áo mà như là coi là áo nào đẹp thì chốt á thì mọi người nói em ha, để em like cho mọi người cho thiệt là lâu để cho cả nhà mình lựa cho nó được nhiều đồ. Chị Tâm dạ. Em hello chứ, hello chứ Tâm, hello chứ gì nha. Dạ, em hello chứ. Trời ơi mọi người ơi, xin nha. Chứ Tâm ơi, có nhiều màu nổi lắm nè chứ ơi. Đồng giá cho em 50 70 thôi. Dạ, có con nào màu nổi yếu kiểu không bé? Dạ có. Mấy cô bán bún riêu là khánh kêu ra bún riêu của con. Thôi có nhiều cuốn riêu mà sao bà biết được cuốn riêu nào đúng không? Rồi mọi người ơi, em sẽ như là chế Tâm kêu á thì em có áo màu nổi mà kiểu mà dạng áo kiểu như thế này giùm em nha. Em này á thì nó là một em Volter hàng nha cả nhà ơi. Tay rất bồng luôn mọi người, tay nó có hai lớp nữa, nó làm cho mọi người cái phần tay nó bồng lên. Em này là SM cho em vừa nha cả nhà ơi. Cái màu con này rất là đẹp luôn cả nhà. Cái nè, cái màu này rất là tôn da luôn nha mấy chế, cái kiểu mà xanh xanh mà ánh nó vàng vàng đó mọi người. Rồi cái vải tơ rất là mát, mọi người mình yên tâm giùm em và nó rất là mịn thôi nha. Đây. Rồi con bé này em thấy nó không có lỗi làm gì luôn á mọi người. Còn mới cáo như vậy giùm em luôn á. Em này hả cái gì? Em này thì giá cho em nó sẽ là 70 nghìn nha cả nhà ơi. Mã số giùm em là 746 nha mọi người. Đây. 746. Trời ơi. Em hello chế Thanh. Em có con chế Thanh nha, cái áo bận đẹp lắm chứ ơi. Em này là 746 giùm em. 746 đây. Đó. 746 cho em con bé này đầu like của em ha. Em này á thì nó là vải tơ nha cả nhà. Nó là tơ hàng như này giùm em là mới chơi. Trời ơi, bận lên nó mát vừa vừa giùm em. 746 nha. Dạ 746 em chốt chị Tôm ạ. 46. Rồi mọi người ơi, tiếp tục giùm em, nó sẽ là một cái con bé rớt tớp như này. Em này trên tay để cho em là XL nha cả nhà. Em này nó là cái dạng pha lanh đó mọi người. Nhưng mà em thấy tầm size size Việt của mình em thấy nó cần phải size L thôi nha mấy chứ. Đây,
65kg cho em đổ về là ok. Ở đây nó sẽ có nhấn eo chun cho em ha. Em này là lụa cô tông mọi người, nó vẫn như vậy, em này nó vẫn nịnh da nên là mọi người cứ mặc giùm em vô tư. Đó mọi người, đây lên form như vậy. Nếu mà giá trị nào mình sẽ ép á, mọi người vẫn mặc vẫn được. Do đó là lanh nó rủ mọi người 50.000 cho em thôi mấy chế ơi. A79 nha mọi người, con này là không đổi luôn. A79 thì em 50.000, trời ơi mọi người rất là rẻ luôn. Mấy em này là áo tuyển, hôm nay em xả hết shop cho mọi người nha. Mọi người mình ở đây bao lâu em lên bấy nhiêu nha mọi người. Em này là A79 50.000 giùm em. Em này mới tin nha mấy chế. Này A79 giùm em. A79 giùm em nè. Rồi một cái em áo kế bên luôn giùm em ha. Em này trên tag để cho em là size 2XL. Nhưng mà cái con bé này á thì nó sẽ là một cái em mình vải, nó là cái dạng vải vôn như thế này mấy chế. Đó đây nó sẽ có một cái sợi dây mọi người ha. Nó hắc eo như thế này giùm em nha. Rồi con này nó xinh tươi mọi người, nó mới tinh luôn giùm em hà mấy chế ơi. Rồi em này á thì giá cho em nó sẽ là 70. Bé này rất mới luôn cả nhà ơi, cái mỗi cái tát thôi đó rồi nha. Em này là 450 giùm em nha, 450 nhưng mà gần đây 450 giùm em. Trời ơi cái con này xinh nhở, 450 giùm em nha. Chị muốn tìm mẫu nào chỉ có đời đi tìm lên hết cho mình nha. À mọi người có muốn sao nó nói em nha. Em này là 450 giùm em nè, 450 màu nè quý. Và đỏ thì bé cũng có con này luôn mọi người ơi. Em có cái mấy màu đỏ nha. Em này là von cát nha mọi người nè. Cái này nó bồng cho bá lũi chứ bà giùm em ha. Em này á thì nó sẽ bận, nó là cái dạng một cái lớp ở ngoài mọi người, nên là mọi người nhớ bận ra ở phía trong giùm em ha. Một cái áo ở phía trong cho em làm nổi bật cho em cái áo này ở phía ngoài. Rồi em này thì giá cho em sẽ là 50 mọi người. Em này là size của nó sẽ là size M. Em này là khoảng tầm 57kg đổ về cho em là ok la. Em này mọi người đi chơi Noel cho em là ok la. Cái em thấy là đứng để sao ở đây hả? Ở đây mọi người để em xem ơi. Là à ở đây nè mọi người, nó hơi đậm đậm màu chút xíu mà nó rất là mờ mọi người. Nó khá là mờ nhưng mà chế cái này mọi người về nhà mọi người có thể giặt giùm em vô tư là được nha. Rồi, em này mã giùm em là 647 nha mọi người. Về nhà giặt giùm em cái là ok. 647 giống như là vết dầu mọi người. 647 giùm em nha mọi người, 50.000 giùm em nha mấy chế. Cái em này thì mọi người có thể bận đi Noel giùm em nè. Mà không những là Noel thì nó còn có là Tết nữa mấy chế ơi. Chuẩn bị là Tết Tây tới rồi đó mọi người. Cái này là 647 giùm em ha. 647. Rồi, một cái em áo nó sẽ là cái dạng rớt vai nha. Em này trên tab nó để cho em là size L mọi người. Nó sẽ là để cho em là size L. Em này a, à, con bé này dính dầu đây ta. Con bé này nó có chấm dầu nhiều quá cả nhà ơi, em bỏ qua một bên nha mọi người. Rồi. Lên tiếp tục giùm em, nó sẽ là một cái em đỏ như thế này. Em này thì size bé mọi người, em này là size S giùm em nha mấy chế. Đây. Lên form giùm bé luôn. Trời ơi, phối hai cái ray dễ thương quá nè mọi người. Rồi em này size S cho mọi người, 50 cân đổ về cho em là ok nè. Đã cả nhà ơi. Em này thì cái màu của nó là màu đỏ đô cho nên mọi người nhìn nó không có chói đâu. Cúc của nó sẽ phối là dạng cúc ngọc trai như thế này giùm em luôn ha. Em này mã giùm em là 526 nha cả nhà ơi. 526 giùm em nha. Em này cái mình vải là cái dạng mình vải nó pha lanh nên là mặt nó sẽ rủ rủ cho em ha. Em này dạ em này giá em là 50, áo xanh than như thủy thủ đầu xào đi bà hả? Ok bà. 526 thì em áo đỏ nhưng mà gần 50.000 thôi mấy chế ơi. Rất rẻ luôn em, cái này ta. Ừ. Áo xanh. Cái này là kia hơi bé. Rồi, cái này là tầm size S á. Size S vừa nè bà ơi. Đây. Bà chi ơi, cái bé này là bà vừa này, này là size S. Trễ vai nha, nãy định bận trễ vai với luôn chứ Phượng. Em định bận trễ vai rồi đó cả nhà ơi, con này xinh lắm. Đây nè mọi người, hôm nay thì bé tìm trễ vai cho mọi người khá là nhiều. Nên là mọi người mình nếu mà chị nào mà thích trễ vai thì có thể ở đây lại với em nha. Rồi, em này chun coi giãn em thấy nhưng mà em đây là size S thôi mọi người. 48kg độ lại cho em nha mọi người nhà. Như thế này giùm em, cái mình vải nó kiểu nó hơi pha với poly với cả nhà cho nên nó sẽ hơi đứng vải chút xíu, nó xòe lên em đẹp. Em này giá cho em sẽ là 70, mã cho em là 345 luôn. 345 giùm em nha mọi người, đây. 345 giùm em. Xanh tháng cái nhà lên lái hơi bị chá xíu ha. Ở ngoài thì màu nó sẽ đậm hơn một tông giùm em nha. Cái này là 345 giùm em nha mọi người. 345. Con này xinh lắm luôn á. Thôi mọi người, 345 giùm em. 345. Rồi. Em lên em có hai em này mọi người ơi. Em có hai em áo sơ mi cho mọi người nha. Hai em bé này nếu mọi người lấy nguyên cặp bé để cho mọi người 100.000 luôn nha mấy chơi. Tính ra một cái là 50. Mọi người mua lẻ thì bé để mọi người giá 70 nha mấy chứ ơi. Mấy chị mình có ưng thì lên mã giùm em luôn. Đây là cái nhà một cái em thì nó là cái dạng tông xanh, là dạng tông xanh cái kiểu mà dạng ok. Rồi cái dạng mà cái kiểu mà xanh đậm nhưng mà nó kiểu giống như là giống như cái con bé nãy em đưa lên vậy đó. Nhưng mà cái tay nó làm kiểu rất là đẹp luôn mọi người. Tay bồng cực kỳ to luôn. Em này là size M nha cả nhà. Bé này là size M nhưng mà trên cái phần nách mấy chứ ơi, nó bị xúc chỉ rồi.
cái này mọi người về nhà mọi người nhíp lại giùm em cái nha, nó xuất chỉ nhẹ chỗ này cái này chế. Rồi con bé này mã giùm em nó sẽ là A325 A325 giùm em nha mọi người, A325. Mọi người muốn chốt nguyên cặp thì cứ comment giùm em là mã cặp cho em là được, là em sẽ chốt mọi người. Giá cho em nó chỉ có 100.000 thôi. Dạ. Vòng 1 bao nhiêu? Dạ ok chế, đem ra liền. Vòng 1. Cái em này là cái con bé này vòng 1 của nó. Vòng 1 của nó sẽ là 94 chứ em ơi. Vòng 1 của nó 94 chứ em. Vòng 1 94. Con bé này cũng vậy luôn, nó cũng chung size luôn mọi người, chỉ khác mỗi màu thôi. Cái màu em này thì cái màu nó dễ nhạt hơn, nó ngả sang cái dạng xám xám xanh xanh hơn. Này cho mọi người. Đó, như vậy mà em thấy em này thì nó không bung chỉ mọi người, em này nó bình thường. Rồi, em này á nếu mọi người lấy lẻ thì mã cho em là 503. 503 giùm em, còn mọi người muốn lấy cặp thì mọi người comment với em là cặp đi. Là nguyên cặp giá 100.000, trời ơi nó lời lắm mọi người ơi. Mà mình vải con bé này nó là cái dạng cái vải giống như nó hơi nhám nhám tay chút xíu. Em này mã như em là 503. Hai em đi cho em nhau khác màu mọi người. Baby doll mọi người ơi, một em baby doll nhưng mà giùm em. Ủa cái đầm hả? Cái này là cái đầm mọi người ơi, nó bị lột vô rồi chị ơi. Rồi tiếp tục nó sẽ là một cái em áo vải của nó xanh, mình vải cô tông như vậy giùm em nha mọi người. Cái này đằng trước kìa trời, cái này đằng trước của ta. Đúng rồi, cái đó nó đúng rồi. cái này đằng trước mọi người ơi, em này trên tát nó để là size M ha, SM cho em là được. Em này khoảng tầm 55 kg đổ về cho em ok la, bận lên xòe đi mọi người. Tại vì nó là vải cô tông mới chế nó hơi thô thô chút xíu nữa. Rồi, ở đây thì mọi người nó sẽ gì đó, nó hơi trắng trắng bạc bạc xíu. Dạ ok chứ Thảo với đợi xíu nha. Nó hơi kiểu nó hơi trắng trắng nhẹ, nó rất là mờ mọi người. Em gửi cho mọi người xem nha. Các mọi người có thấy không? Nó rất mờ luôn, cái nhờ kiểu nó trắng trắng như là mình dính kem mà dính lên vậy. Như kiểu để dính lên đó mọi người không sao chứ. Rồi nó có chun trên em nha, cả nhà cứ vô tôi mẹ em 53 kg 55 kg đổ về cho em mấy này được. Rồi em này giá em sẽ là 50 549 nha. 549 cho em nè mọi người đó. 549 phía sau nó sẽ hỏi như vậy cho em nha cả nhà. 549 của em ở đây hả? À chỉ năm nó mang cái brand đó. Rồi 549. Rồi cái nhà ơi, cái áo quần đây chứ Thảo ơi, cái áo quần thì em mặc sẽ nó sẽ như vậy nha mọi người. Nó là một cái dạng cổ thủy thủ giùm em luôn đó chứ. Đây cổ bán to lên sao tiên nè mọi người. Em này là vải của nó sẽ là một em vải von mọi người, nó không có lộ luôn nó chế. Áo quần của em ở trong nó là cái ra chứ cái ra của em trong màu đen đúng mọi người. Nó không có lộ luôn cho nó chứ. Mặc rất là mát. Rồi, em này thì giá cho em sẽ là 70 nha chứ. Em này mã giùm em là 918 mọi người. 918 em bận hai lớp luôn rồi, không có nóng gì trơn cả nhà. 918 giùm em. 918 cáo em ha. Rồi, em lên tiếp luôn. Chị còn lại chị bé làm tiền cho tôi. Hả? Không làm con bạn. Cái con bạn là 50. Rồi đây mọi người, em này. Ôi mày có con thích con này quá cả nhà ơi. 918 chứ chị Phương Thảo ạ. À con bé này, ai con bé này bị mất hai cúc rồi ta. Rồi cả nhà ơi, con bé này á thì đó sẽ là một em mình vải, nó là cái dạng mình vải lanh đó mọi người. Nó rất là mát luôn. Em này là size M nha cả nhà. Trời ơi con này đẹp quá chứ ta. Cái con bé này á, cái màu nó rất đã luôn mọi người. Cái màu nó cũng không phải là dạ quang, nhưng mà nó có một cái nó vai dạ quang mọi người. Đây em này bị mất hai cúc rồi mấy chứ. Ví dụ như chị yêu nào á, mình về mặt đóng thùng cho em là ok luôn. Em này bị mất hai cúc, nhưng mà mọi người ơi, cúc cơ bản mọi người có thể tìm thấy, mọi người gắn giùm em ha. Rồi mọi người, nhưng mà cái này á kiểu như cái cúc của nó giống như là bị cắt ra luôn á cả nhà. Thế nào, nó là bị mất thịt ở đây. Nhưng mà nếu mà mọi người mình đơm vô thì á, khi mà mình dài lại nó sẽ không thấy đâu. Và còn không những là mọi người còn có thể đóng thùng vô nữa thì nó sẽ không thấy luôn ý. Rồi em này thì giá cho em sẽ là 50 luôn mọi người. Con bé này cái mình vải rất là đẹp luôn. Em này là A857 nha. A857 giùm em nè mọi người. A857 mọi người đóng thùng vô là không thấy gì đâu. A857 giùm em. Rồi con này đẹp quá vợ. Cái mình vải nó đẹp lắm mọi người, nó mượt nước à. Cái mình vải là cái dạng vo đó mọi người. Em này là A857 giùm em, 50.000 thôi cả nhà ơi. A857 giùm em. Mấy em này mấy áo tuyển mọi người, bình thường là bán cho em là giá cho em là 90 không đó mọi người. Đây em áo kiểu như này giùm em nha. Một em áo kiểu size to, bé này là free size SML giùm em ok là hết nha. Em này khoảng tầm 70 cân đổ về vẫn được nè mọi người, nhưng mà nó là cái dạng lanh á cả nhà, cho nên là nếu mà mọi người mình bận mà size nhỏ mọi người có thể bạn rủ xuống cho em bình thường nha mọi người. Tay rất là bồng ha. Em này dễ thương mọi người. Em này giá cho em nó sẽ là 70 nha cả nhà yêu. Em này thì fit được mọi size cho mọi người ha. Cổ vuông rất là đẹp luôn, cổ vuông rất là kiểu nữ tính mọi người. Em này mã giùm em là 309 nha mọi người. 309 này hả? 309 giùm em nha mọi người. Đó, 309. Dạ, 309 nha. A857 chứ chị Phạm Hồng Phượng à. 857 nè. Rồi.
một cái em áo cổ bèo cả nhà ơi. Trời ơi cái con này nó xinh xỉu lắm mọi người ơi. Một cái em áo cổ bèo phối màu như vậy giùm em có brand trên áo luôn. Em này thì nó là xôn xốp mọi người. Nó là một cái mình vải xốp xốp như này. Em này thì rất là mát luôn rồi mọi người. Em này phía trong có lót cho mọi người một cái lớp nữa. Nên là mọi người yên tâm giùm em, nó không có lộ đâu cả nhà ơi. Rồi đây, em này thì giá cho em nó sẽ là 70. Em này thì khoảng tầm em 60 cân đổ về. Con bé này cho em là xinh luôn. Trời ơi, cái con này nó tựa cái dáng áo của em đó mọi người. Mình mặc đúng thùng nhưng nó tựa dáng áo của em luôn nha. Em này là mã số giùm em nó sẽ là 745. 745 ơi, con này đẹp quá à. 745 giùm em nha mấy chế. Đây. 745 bé này xinh quá. Em này mọi người về nhà mọi người phối nó ra cái size dạng kiểu là dạng tay vin cũng được á cả nhà. Em này là 745 giùm em nha. 745 con này xinh. 745 giúp em. 745 một em áo sơ mi cả nhà ơi. Hôm nay á áo kiểu em cũng có mà áo sơ mi em cũng có nữa. Nên là mọi người mình muốn tìm cái nào thì có thể hú em lên cho mọi người nha. Rồi em này thì nó sẽ là một em xô dún nó pha lanh nữa mọi người. Mặt vải nó dún dún như thế này giùm em ha. Mọi người có thể dễ dàng mọi người gỡ nó ra, mọi người làm ốc khoác cũng được nữa. Nhưng mà cái này mọi người vẫn áo sơ mi vẫn ok la, nói chung là 2 trong 1 nha mọi người. Đây. Em này là khoảng tầm giùm em 57kg đổ về cho em ok. Bé này là tầm size M. Size S, size M mọi người mặc là rộng rãi thoải mái dáng áo sơ mi giùm em. Rồi em này giá cho em nó sẽ là 70, mã số là B795 nha mọi người. B795 bé này còn mới tinh luôn. B795 giùm em nha. Đây, B795 giùm em mọi người, gấu tay 7 rất là to, cúc là cúc cùng màu cho em nha mấy chế. B795 giùm em. B795 một em cổ trụ mọi người. Một em cổ trụ con bé này nó sẽ là size M này cả nhà. Đó lên giá như vậy giùm em ha. Bé này á thì nó sẽ là 50.000 giùm em mọi người. Em này là 252. 252 giùm em nha mấy chế. Đây. 252 giùm em. 252. Ở đây nó sẽ có một cái vệt dơ mọi người ơi. Đây nè. Có một cái vệt dơ mọi người về giặt giùm em nha. 50k thôi cả nhà. Em này mới tin là em này mình vải cô tông giùm em ha. 252 giùm em. 252 giùm em mọi người. Nó dơ. Em này mã 252 giùm em đây mọi người. Đó, 252. 50.000 luôn mọi người ơi, rất rẻ nha. Tiếp tục nó sẽ là một cái em sơ mi cổ trụ nữa cả nhà. Dạ. 252 em trước chị Phạm Hồng Phượng. Đây nè mọi người, em này thì nó sẽ là một em nó mình vải là cái gì mình mới số mọi người. Đây. Em này thì cái vải nó khá là bay kiểu nhẹ tay mọi người, mặc thoải mái. Em này là giống như trời giống cái đầm thôi. Giống cái đầm dáng dài mọi người. Em này size M giùm em nha, 50.000. B87. Áo mặc dài mọi người. B87 giùm em nha cả nhà yêu. B87 mọi người. 50 luôn mọi người, cút là cút gỗ nha mấy chị ơi. Mình vải con này còn mới lắm mọi người. Đưa cho trên like nhìn nó hơi bị chán lên nó kiểu là bạc bạc. B87 giùm em nha. B87 cả nhà. Hôm nay nhiều áo lắm mấy chị ơi. Mấy chị mình ở đây với em lên hoài luôn á. Tại vì nhiều áo lắm mọi người ơi. Rồi em này cho cả nhà ơi. Một em áo muslin. Em này trên tag để cho em là size M nha. Bé này là muslin size M có 2 lớp lộn. Mọi người, trời ơi con này dễ thương nè. Cái form áo này cưng dữ vậy mọi người. Rồi em này giá cho em 50.000 được không mấy chứ ơi. À đây đây dính dầu. Cái này mọi người về nhà ngâm với lại nước nóng rồi ngâm với nước rửa chén thêm một lần nữa mọi người giặt giùm bé nha. Rồi 50.000 luôn giùm em. Em này mã em là 239. Rồi cái form nó xòe xòe đã nha mọi người đây nè. 239 giùm em như thế này nha mấy chứ. Em này là muslin luôn. Nó là muslin là nó kiểu nó mềm mềm như khăn em bé thôi mấy chứ. Em này là 239 giùm em nha. 239 giùm em. Một em áo kiểu mình vải cô tông như vậy cho em nè. Trời ơi, chứ tôi với con này được không thế. Một em áo kiểu như này. Em này là size M nha cả nhà ơi. Em này khoảng tầm giùm em là 55kg cho em đổ về ok. Free size với 55 cho em ok là. Mọi người coi giãn chua giùm em ha. Đây mấy chị ơi. Đó, con bé này còn cho em là ngon lành luôn nha mọi người. Condition siêu keo. Em này mã em là B204 nha. Em này giá 70 nha. B204 giá 70 giùm em. B204 giùm em. Một em áo hường, em này là size bờ cái nhà ơi. Em này là nó theo cái gu nó sang sang một em xíu, phối cho mọi người gặp trai như vậy nha. Em này là size M trên tách thì em phía sau bị chín dơ cái nhà. Cái này dơ thôi mọi người về giặt giùm em là được, để mới chế một cái lặng này nè. Rồi em này giá cho em sẽ là 70k. Trời ơi mọi người em này sang lắm. Mấy mọi người đóng hộp lại hoặc là mọi người xả ra thì cũng hợp hết trơn á. Cho em một cái túi màu trắng cho em nữa. Nhìn nó rất là kiêu kỳ mọi người ơi. Em này mã cho em là A64 nha. Em này 70. A64 mà em size M. A64 em này size M mà cũng hơi to xíu đó. Em nghĩ là khoảng tầm 58 cũng ok. 58 đâu về cho em ok. A64 giùm em. A64 cả nhà ơi. Rồi mọi người áo sơ mi. Cái áo sơ mi này đẹp quá, không phải lên mới được đâu cả nhà ơi. Hồi khúc đầu like cũng đã đưa cho mọi người xem demo rồi. Đây cả nhà yêu ơi, một cái em áo sơ mi tay ngắn với cái dạng nó hơi kiểu nó lai lai tay hết mọi người. Em này thì nó là dạng lanh nha. Trời ơi, cái con này em thấy cái màu cũng đẹp mà cái chất vải cũng đẹp nữa. Cái mình vải lanh rất là đã đó mọi người. Một lúc mà cái mọi người coi cái cúc nè.
cúp là nó sẽ là cúp hạt ngọc như này giùm em ha. Rồi em này nó sẽ là khoảng tầm giùm em size M57 cân đổ về giùm em ok la. Em này bán cho mọi người lấy tương tác luôn 50 ngàn luôn cả nhà ơi. Em này là B681 nha. B681 cái con bé này rất đẹp luôn. Giá bình thường tại shop là 80-90 nghìn. Em này là B681 cho em nhớ chế. Qua live quay lại giá cũ nha mọi người, nó sẽ không có còn giá này nữa. Nên là mấy người chốt trong live giùm em ha. Cái này là B681 cho em nha. B681 rồi. Chị Hồ thì cũng nhung mà. Con bé này nó mượt tay lắm mọi người. Mọi người về mọi người sờ cái cho mình vải không có tiếc luôn á mấy chế. Rồi đây em này. Em này nó sẽ là một cái em mà nó hơi kiểu nó hình lửng xíu. Ví dụ mọi người mà thường thường á, mọi người không thích mặc đóng thùng á, mọi người mua mấy con này là được nè. Nó kiểu nó lửng như này cho em nè. Đó. Em này thì nó sẽ là size M nha mọi người. 57 kg cho em đổ về được nha mọi người. Cả nhà ơi, em này thì mấy cái này nào mới chết. Họa tiết là nó theo cho mọi người chính mặt vải hết luôn. Rồi, em này là von hai lớp lần hai mấy chơi nên là nó sẽ không có lộ đâu cả nhà. Cái hàng cúc mọi người coi phối cái hàng cúc nè, rất win luôn giùm em nha. Rồi em này giá cho em sẽ là 50-927 nha. 927 giùm em nha quý vị. Đây 927. 927 giùm em nha mấy chị. 927 giùm em luôn. Một em áo sơ mi chấm bi. Trời ơi chấm bi là giống em đi nè mọi người. Rồi em này màu be ha. Màu be tông màu của châu Á mọi người, rất là dễ bận luôn. Áo sơ mi lên vải dán giùm em. Em này khoảng tầm giùm em size L cho em đổ về ok là. Chị cho cái áo tay bằng màu hồng trong clip demo hả chứ. Áo tay bằng màu hồng. Ê cái con này đúng không chết? Cái con này không em thấy nó bồng dữ nè. Cái con này nè. Tại vì cái clip đó là cái tại shop có người mua. Đúng rồi, lại với lại là cái tại shop có nhiều khi là có chị mua nữa nhưng mà hiện tại giờ chính xào em thấy cái áo nó thay bồng ấy. Chứ cái xào đó là em cũng đem lại luôn, phải là em sao? Cái này ta bồng thôi. Tại cái xào đó là cái xào bên tay em luôn nè nhưng mà tại giờ không biết là có chị nào mua hay không thì em không biết luôn. Đây, để chứ ơi, em lên tiếp tục em bé này ha. Em này thì nó sẽ là một em mình vải của nó sẽ là cái dạng mình vải von nha mọi người. Bé này là free size SML 60 cân đổ về cho em ok la. Trời ơi cái tông màu be này mọi người ơi, dễ bận cho em cực kỳ luôn. Cái màu be là cái màu dành cho da châu Á của mình mọi người ơi. Rồi, em này giá cho em nó sẽ là 50, mã số 713. 713 giùm em bên vải. Hả? Cái mình vải con này còn mới nha mọi người. Cái này không có à bên đây thì nó bị dính dơ nha quý vị ơi. Ở đây nó bị dính dơ một cái nha mấy chứ. Đó mọi người, cái này thì là vệt dơ mọi người về giặt cho em là được. 50 ngàn nó quá rẻ luôn mấy chứ ơi. 50 ngàn mình ăn một tô phở cho em một cái bún bò thì nó cũng hết rồi. Bây giờ mình mua được cái áo. Em này là 713 giùm em 50 ngàn thôi nha mấy chứ. 713 50k. Quá hợp lý quá dần luôn. Rồi, em lên cho mọi người một em áo. Một em áo này cái vải nó là cái dạng vải von đó mọi người ơi. Nó là cái kiểu mà cái mình vải nó xốp xốp như vậy cho em nè mọi người. Ở phía trong nó có lớn như cái chế nè mọi người, cứ yên tâm giùm em nó không có lỗ nha. Rồi em này là size M nha. Bé này 53 kg đổ về cho em ok la. Một em bé này á thì mọi người nếu mà thích vào cái dạng mà đứng form, bận cái bắt đầu nó đứng form như vậy thì mọi người chốt cái này, cái này nó không có rủ nha. Rồi, em này là 50 nghìn giùm em luôn. Mã số cho em bé là con mã B335. B335 giùm em ha. B335 giúp em đây. Đó. B335. Em thấy luôn chứ thử nha. Chứ anh ơi có phải con đó không chứ? Phải nó không y, em thấy có con bé này nó giống giống cái áo em chứ mọi người. Nó cũng có cái cổ thủy thủ mà nó cũng dạng giống bi nữa nè mấy chế. Em này thì nó là cái dạng von cát đó cả nhà ơi. Nó là von cát nhưng mà mấy này hình như là nó là xuyên thấu hay gì nè. Đúng rồi mọi người. Em này xuyên thấu mấy chế cho nên là mọi người nhớ bật cái ra trong giùm em ha. Tại mấy chị, em bé này size to hơn. Bé này bản tầm giùm em size L bẩn vừa. SML cho em vô tư ha. Mọi người bận ra vô cho em là nó giống cái áo của em đang bận đó. Mọi người ơi, con này dễ thương nha. Nè cả nhà. Rồi em này á thì giá cho nó sẽ là 50 nha mọi người. Em này mã số cho em là B693. B693 con bé này đẹp nha cả nhà. Cái này kiểu mọi người ơi chứ không phải là bị thấp nha. Cái này là B693 nha em. B693 mấy này còn mới nha mọi người. Đây. B693 giúp bé. Áo sơ mi. Một em áo sơ mi mà mọi người có thể dùng nó làm một cái khoác ở phía ngoài nếu mà mọi người kiểu thấy là mình bận cái set ở phía trong nó hơi hở gì đó mọi người. Đây, cả nhà, em này là free size mà là giống cái đầm dưới tay nó dính già luôn cả nhà ơi. Tới đầu gối em luôn. Em này giá cho em sẽ là 50 luôn, A709 nha. A709 giùm em mọi người. A709. Đó, A709 giùm em nha mấy chế. Con bé này siêu lời nha cả nhà, dán dài giùm em luôn. A709 giùm em. A709 giùm em, một cái em chuỗi vai. Em lên cho mọi người em chuỗi vai nha. Đây mấy chị ơi. Hôm nay thì bé cũng có nhiều chuỗi vai, nó khoảng tầm giùm em là có chục con chuỗi vai đó mấy chị. Đây em này, chuỗi vai như vậy giùm em mấy chứ, em này rất là bồng, em này size M.
size S size M cho em cái này ok la mọi người, chun cho dạng rất nhiều cho em như vậy nha. Em này là mình vải là cái dạng mà vải vậy mà vải tơ và nó xốp xốp như vậy cho em đúng chứ, nó xốp 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 cái mặt vải nha mọi người. Nó có chun ở trên tay, trên vai và cả trên cái phần em luôn mọi người. Rồi em này thì giá cho em sẽ là 50 luôn, B86 nha quý vị, B86 em nha mấy chế, B86 với em chỉ vai này nha mọi người. Chỉ bay mấy siêu rẻ em cả nhà, có 50.000 quá rẻ luôn giùm em. B86. Rồi em có cái mẫu này nó rất là lạ luôn cả nhà ơi. Cái em này nó là cái một cái dạng nó xanh ngọc xanh mã xanh sao đi bé ơi. Dạ. Xanh ngọc xanh mã xanh sao. Đen đen ưng xanh dạ ok chế. Xanh ngọc xanh mã. Em xanh ngọc của em giá cho em 70.000, con bé này đẹp xuất sắc luôn chứ Phượng ơi. Cái con bé này á, cái mình vải là cái dạng mình vải vo nó chế, nó rất là mướt cái tay của mình luôn chứ giờ chứ mở gói hàng ra là chứ xỉu liền. Em này xỉu ấp xỉu đau. Em này là size thấy L nha mọi người. Nhưng mà em thấy là size Việt Nam của mình khoảng tầm size L thôi mấy chị ơi, không có tới size XL đâu mấy người. Đây. Đó, gắn heo như vậy cho em nha. Trời ơi con này đẹp xuất sắc chứ ơi, xanh ngọc cho em đẹp xuất sắc nha. Đây là cả nhà, bận như vậy giùm em. Em này mã giùm bé luôn, 450 này nó mới cáo luôn á. Dạ. Xanh dương cái đỏ. Xanh dương cái con đỏ hai mình chị lên hết xanh cái đi. Ok ok, xanh ngọc đang, xanh ngọc xanh mã đây, tiếp tục nha chế. Em này á thì nó sẽ là size L, nó một em siêu phẩm của em luôn. Chứ tên còn coi không? Chứ còn họ chắc còn quá ta. Đây, em có cái em này nha mọi người, nhưng mà nó bị dính dầu. Cái này thì dính dầu mọi người ơi. Về nhà mọi người ngâm với lại mọi người ngâm với lại chờ em bị hết tiêu ta. Em mọi người ngâm với lại nước rửa chén. Mọi người giặt lại giùm em cái ok. Không có có. Ok ok, em uống một miếng một xíu nha mọi người. Ok cảm ơn em. Nè cả nhà ơi, em này á thì nó sẽ có một cái vệt dầu đó, hai vệt dầu. Mọi người về nhà ngâm với nước rửa chén, mọi người giặt lại giùm em cái là ok. Em này con bé này á thì nó sẽ à ở đây nó có vài cục bông nè, trời ơi mọi người ơi, nhưng mà nó mờ lắm, không thấy được cả nhà. Mọi người có nhìn thấy ở đây nó hơi bông bông chút xíu không, nhẹ hiều mấy chứ ơi. Không có mờ căm mà. Rồi em này giá bình thường cho em nó sẽ là 70 giờ 50.000 luôn cả nhà ơi. Em này mã cho em là 759 nha. Cái vệt dầu xử lý được cả nhà yêu ơi. Và chồng mọi người về ngâm giặt giùm em là được nha. 759 giùm em này là size L. 759 giùm em nè cả nhà. 759 50.000. Em này cũng 50k luôn chứ yêu ơi, nhưng mà em này thì nó mới tinh. Bé này không lỗi làm gì hết. Em này thì pha lanh, lên dương form như vậy giùm em ha. Em này 60kg cho em đổ về ok. Có chuông nên mọi người nhấn nghe, mặt vải nó rủ rủ như vậy cho em nè. Em này là A79 giùm em nha. Đó. A79 giùm em. A79. Cái xanh cái đỏ. À đây cái xanh cái đỏ đây nè. Em này trời ơi, con này dễ thương lắm mọi người ơi. Em này thì nó là một em mình vải nó là điện ra do đó mọi người. Đây, lên giá giùm em luôn. Trời ơi, con này thấy cưng. Em này là khoảng tầm 53kg đổ về cho em ok la. Để cả nhà, bận lực, ui nó hợp với cái chân váy của em rồi đó nha. Rồi cả nhà, nó hợp, đúng hợp luôn đó chế. Rồi, em này thì mới tin giùm em ha. Bé này giá cho em 50.000 luôn mọi người. Mã số 119. 119 cho em nha mọi người, 119. Con bé này mình vải nó mướt lắm. Con bé này mình vải nó mướt được, mẹ em mình vải ra do nha. 119 giùm em. 119. Ôi nay mấy chị đi đâu hết rồi, mấy chị không có làm mấy chị ở ngoài đời chưa? Rồi mấy chị, em thấy mấy chị vẫn coi mà thấy mấy chị không có đời. Mấy chị đang đi chơi hay sao? Bữa nay tối chủ nhật mỗi người. Đây, em này thì nó sẽ là size. Em này khoảng tầm XL vẫn vừa, S và L, XL cho mọi người ok là hết nha. Đây mấy chị ơi, lên giấy như vậy giùm em nha. Trời ơi, cái con bé này á, chị nào mà mình size to chút xíu tầm mọi người thường mặc size L, mọi người chốt bé này. Bé này mặc rất ok la luôn giùm em. Rồi em này cái mình vải nó cũng rất là mới luôn, không lỡ làm gì hết. Condition thì bé này bao ngon cho mọi người ha. Em này giá cho em sẽ là 50 luôn, mã 92 nha mọi người. 92 với em đây mới chết. Đây 92. 50.000 quá rẻ luôn cả nhà ơi. 50.000 thì chỉ có chị mọi người ăn, mọi người đi ăn sáng thôi là hết 50.000 rồi. Em này ở 92. Nhưng mà cái này mọi người mua được, mọi người mặc được một cái dịp gì đó, đi chơi gì đó giùm em luôn nha. 92. Có hiện vật mang về cả nhà ơi. 92 giùm em rồi em này. Em này thì nó sẽ là một cái em mình vải, nó là cái dạng mình von. Von cát mọi người, nó hơi mọi người ha. Đi dập cho em trên cái phần cổ nè. Rồi, tai là tai cũng điệu nữa nha cả nhà ơi. Con này là đúng kiểu con gái là phải điệu luôn mấy chứ ơi. Đây, em này là SM cho em ok. 55kg đổ về cho em ok la luôn. Em này mình von rất là ngon. Em này kiểm tra chút xíu thì bên này nó sẽ có một cái vết nó khá là nhạt nhạt như này mọi người. Kiểu như có vài cái chấm chấm hay gì có dính dầu mọi người. Cái này mọi người về ngâm với nước nóng rồi ngâm với lại người chữa chén một lần nữa giùm em. Các mọi người giặt cho em là em nói là ok. Em viết cho mọi người em này còn 50.000 cho em thôi. Em ơi chơi, bé này nhìn nó rất là đẹp luôn mọi người. Nó làm kiểu cỏ thiêu hồ rồi tùm lum la. Hả? Tùm lum đâu? Ở đây.
ở đây cũng có một cái vệt đấy này mới chết, nhưng mà nó mờ căm không, nhưng mà nó rất là mờ, chị không thấy luôn, bé chị mới thấy là mẹ chết bên đây rất là mờ nha cả nhà. Em này là 739 em nhớ chưa, 739 50.000 giùm em, 739 em, trời ơi nó xinh quá mọi người ơi. Đây là mới chế một cái em mình vải lanh, tiếp tục giùm em một cái em sơ mi lanh, chỗ cái nó giống như là dạng vải nước nha mọi người ơi, gờ lên như là nước thì nó mới chế, tay bồng cực kỳ luôn. Em này trên tách để xé, nhưng mà nếu là size Việt của mình chắc là khoảng tầm em size L vẫn vừa nha mọi người, 59-60 cho em đổ về ok. Tay bồng rất to mọi người, lên dán cho em nè. Đó, nó sẽ là một cái dạng dán công sở, nó dạng là cái dạng mà body nó fit vô mọi người, chứ không có phải là cái dạng mà free size mà dạng áo sơ mi dạng rộng to. Này mới chế nó sẽ ôm fit body của mọi người ha. Rồi em này là cúc ẩn chạy vào phía trong luôn. Cái mình vải này rất là đẹp, giá con bé này sẽ là 70 nha cả nhà, nó rất đỉnh luôn. 739 chốt chị Phạm Hồng Phượng. Em này là 780 nha cả nhà ơi, 780, con bé này đẹp lắm mới chứ. Nó là cái dạng mà nó fit vô người, mọi người ôm dán mọi người ha. Và tay bồng như vậy cho em mình mới chứ. Đó. Em này là 780 em. 780 với em nha mọi người. 739 luôn. 780 em chốt chị Hồ Thị Cẩm Nhung mà. Rồi, em này một cái em áo y, em có con bé này nè mọi người. Em có con này, thêm một con nữa giống nhau luôn. Bây giờ nếu như mà em bán lẻ là em bán 70 được đó. Nhưng mà bây giờ mọi người mua nguyên cặp cho em để cho mọi người giá 100.000 thôi quý chị ơi. Nó giống như cái cặp con bé kia vậy đó. Nè cả nhà yêu. Trời ơi, con này dễ thương lắm cả nhà ơi. Đây. Đó, em có hai em. Trời, nó giống như con bé em nãy luôn, hai cái màu nữa tụi. Đây nè cả nhà, em này. Nếu như mà em bán riêng thì em bán 70 cái nha cả nhà, mọi người mua hai cái thêm có 30.000, mọi người mua được hai cái bận cho em là hai lần luôn đó mọi người, hai lần hai dịp luôn giùm em nha mấy chú ơi. Đây mọi người, một cái em áo sơ mi công sở này, trời ơi chị, cái buộc lại cái xấu hơn bình thường. Đây vậy thôi, em nói con bé này trước. Con bé này, em này á thì nó sẽ là size M nha cả nhà. Em này size M, tay ngắn bồng to như vậy cho em luôn. Em bán riêng chắc chắn là 70 luôn mọi người, tại cái form này rất là đẹp nè mọi người, thấy nó bồng bồng lên như vậy cho em không đó. Em này thì nếu mọi người lấy nguyên cặp á thì là em để cho mọi người giá cho em 100 ha, là hai cái với 100.000, cái 50 thôi. Em này nếu mà lẻ thì sẽ là B76 giùm em nha mọi người. B76 đó, mấy chị muốn lấy lẻ thì lấy, muốn lấy cặp thì lấy giùm em B76 hơn bé này. Còn con bé này á thì đây. Em này á thì nó là cái màu nhạt thôi, nhưng mà nó lại là tay dài, tay bồng như vậy cho em ha mọi người. Đó cả nhà yêu ơi, cũng là size M luôn, giống như vậy luôn cả nhà ơi, mình vải giống như vậy luôn ha. Cũng là một cái dạng mình vải von như vậy. Rồi em này thì mã giùm em là 568 giá 70 giùm em, 568. Đó cả nhà, 568 giùm em. 568 bé này rất là xinh nha mọi người, hai em đều mới tin luôn. 568 giùm em. Rồi. 568. Rồi em này. Một em áo sơ mi lanh. Em này thì nó là cái kiểu dạng xuyên thấu mọi người ơi. Một em áo sơ mi xuyên thấu như vậy cho em nha. Em này là 50.000. Xanh dương cái đỏ. Xanh dương cái đỏ ha chứ là. Ủa xanh dương. À đây. À, đây, em xanh dương cái đỏ đây. Em này nó sẽ là một em trễ vai đó chứ ơi. Hôm nay em trễ vai nhiều mọi người ơi. Hôm nay bé trễ vai, hôm nay trễ vai của bé hơi nhiều đây nè mọi người. Trời ơi cái hôm nay hơi bị đẹp luôn mọi người. Em này là một em vải tơ nha mọi người. Em này là tơ hàng cả nhà ơi. Nó đẹp xuất sắc luôn mấy chế mọi người, coi cái vải của nó nè. Nó thêu cho cả nhà mình nha. Đây nè mọi người ơi. Em nói gì? Nó nói nó khó đẹp. Ồ con bé này nó đẹp xỉu lắm mọi người. Em này giá 70 em nha cả nhà. Em này rất là xinh, vải tơ rất đẹp luôn cả nhà ơi. Em này là nè, mọi người bận lên nó kiểu đó. Nó đứng dáng nó bồng bồng như vậy giùm em nha. Em này là SM cho em 57kg đổ về cho em con bé này mọi người, ok la. Bọn cho em rất là xinh. Áo mũ mặc tụi em bán là chị Thế Mỹ Hạnh thôi. Em bán rồi nhưng mà em còn một cái áo nó tựa như cái áo em bận có 50.000 thôi chế được không chế. Em này là B779 giùm em nha. Em này giá 70. B79 của này đẹp lắm chưa? B79 giùm em. Sao? Caro hồng á. Mình xong đây nè. Ừ, nói đi. Không. Ok. Rồi đây mọi người ơi, em chế không? Chế Hạnh, em có cái con bé này nè, nó giống giống của em vậy đó. Nè chế. Nó cũng là cái cổ giống như em ha. Nó cũng là cái dạng thủy thủ với sao như vậy cho em nè. Đó. Nó giống dạ, như vậy. Dạ, chính em chất chị Mai Hy ạ. Nó cũng có cái đường viền đen đen và nó cũng có chấm bi, nhưng mà em này á thì nó khác một cái là nó là có nó xuyên thấu thôi, mình phải bận ra phía trong nha chế. Nhưng mà cái em này nó y chang luôn cái áo em giống như vậy đó mọi người. SML mấy này ok, mấy này em để giá mọi người có 50.000 thôi. Em này mã cho em là B693. B693 mấy này có 50k thôi mọi người. B693. B693 giùm em không? Ừ đúng rồi đó. Em này là B693 giùm em nha mọi người ơi. Rồi, tiếp tục cho cả nhà nha. Một cái em áo lạ mọi người, con bé này thấy cái kiểu nó phới phới lạ lắm chứ. Em này cũng là một em vải tơ nha mọi người. Đây mọi người, một em von tơ như vậy cho em. Em này thì nó sẽ là size S, size M cho em ok.
bé này thì khoảng tầm giùm em 57 kg đổ về là được nha mọi người. Thế nè, lên dáng nó đứng form như vậy giùm em ha. Bé này thì phía trong nó có lớp lót nữa cho nên mọi người yên tâm giùm em, bận cho em vô tư nha. Rồi em này giá 50 894 894 em cả nhà, em này còn mới tin à, 894 em 894 có 50 ngàn rồi cả nhà ơi. Hôm nay bé xã ra like rẻ nha, hôm nay bé xã like rẻ nha cả nhà. Trời em áo sơ mi, cô bé áo sơ mi cái màu này nhìn đã gì trời mọi người. Em này á thì nó không có phải là cái kiểu mà nó không có, cũng không có phải là cái dạng mà kiểu xanh mà dạng xanh gì ta, xanh dạ quang, mà là cái kiểu nó hơi có cái pha dạ quang trong nó thôi, cho nên nhìn nó cũng không có nổi gì lắm, mà kiểu nó cũng không có xìu diềm da mọi người. Đây mới chết đó, nó hướng qua ánh xanh nên là nó hướng qua, nó hướng qua ánh vàng, tại vì xanh dạ quang thì nó sẽ hướng qua cái ánh vàng nhiều hơn. Đây cả nhà ơi, rồi em áo sơ mi này nó sẽ là size M, mình vải là mình vải xô, cái này cầm rất là nhẹ tay luôn. Em này thì mặc thoải mái mọi người, mình bật mình dạo phố xuống phố thì cho em cũng hợp hết trơn á. Em này là giá cho em 50 431 431 em nhớ mới chế 431 với em nè, 431 đó mọi người. Cái em này cái màu nó không có phải là cái tông màu ruột, là nó hướng qua cái dạng mà dìm da mới chế mọi người, cứ yên tâm bận giùm em 431 giùm em 431. Dạ 431 chứ chị Phượng à. Có 50 ngàn thôi quý vị ơi, nó rẻ quá đi. Mọi người em có mấy cái dạng hai dây nè. Em biết chứ ơi, em có mấy cái kiểu trễ vai hai dây nè. Mấy cái kiểu này em xả cho mọi người 50 ngàn hết mới chế yêu quay. Mấy chị mình nè. Rồi cái giờ ơi, mấy cái em kiểu trễ vai như vậy cho em nè. Trễ vai hai dây bản to bản nhỏ rồi đó. Bé xả cho mọi người 50 ngàn hết. Mấy chị yêu mình tranh thủ vô giùm em nha. Tại vì em chỉ chốt ở trong like thôi. Qua like nó kiểu của em. Dạ, có áo màu đỏ mà kiểu dạ có, trời ơi có chơi, tại vì em biết là Noel với lại Tết sắp tới đó. Em kiếm áo màu đỏ kiểu nhiều lắm. Này cả nhà ơi, đây áo màu đỏ kiểu này chế. Rồi bây giờ em sẽ lên màu đỏ cho chế trước nè. Đỏ chế Hạnh cũng lên người chứ đỏ kiểu không đen có đỏ nè. Rồi mọi người ơi, em xả cái sờ này là 50 ngàn hết cho mọi người luôn. Nói chứ ơi, trời ơi nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây nè cả nhà, em này đó, lên dáng mềm em nha. Em này là đỏ hồng rồi chứ Hạnh ơi. Đây nếu mà chế thích đỏ đô chứ, để em xíu em lên đỏ đô luôn. Em này là size S nha mọi người, 50k em. Mình vải là mình vải cô tông tay rất bồng, gấu tay cũng có chu lưu, nhưng mà em này size S thôi. Em này phải tầm giùm em là 48-49 cho em đổ về thôi nha mọi người. Em này là A514 bé qua mẫu nè. A514 em. Có sơ mi basic bé ơi. Dạ có sơ mi basic luôn chứ. Mà không? Để màu gì á Chí Nhi Minh ơi. Em có sơ mi basic đó chứ. Rồi bây giờ em sẽ phải, bây giờ em sẽ qua cái áo đỏ kiểu cho chứ Hạnh. Áo đỏ kiểu thì em có kiểu như vậy đó. Ok em, áo đỏ như thế này giùm em nha. Tay của nó sẽ là dạng sắc nách như vậy em nha, chứ nó rất là sáng luôn. Em này á thì nó sẽ là một em mình vải von. Một em mình vải von rồi, chỉ von mịn đó mọi người. Đây nè, lên dáng em. Trời cái này siêu sáng luôn cả nhà ơi. Em này là size M nha. 56-57 kg đổ về cho em ok la. Trời nó đẹp lắm mọi người ơi, em thích con này nhỉ. Em này giá cho em luôn nè mọi người, 70 ngàn. Em này mã số cho em là B150. Baby doll hả chứ Linh? Dạ có baby doll nha. B150 giá cho em 70 ngàn, con này sang nha. Nó kiểu nhìn nó giống kiểu da rạ mọi người. Cái này là B150 em. Đây mọi người nào nhu nhã nhặn em nhé. Nhu nhã nhặn hả? Dạ rồi ok chứ nha. Rồi áo sơ mi màu nhu hết chứ. Rồi áo baby doll thì em có một cái này nè. Em có nhưng mà em không có cái trơn nha chứ ơi. Em có cái màu mà dạng nó kẻ caro. Đây. Em có một em baby doll kẻ caro như vậy giùm em. Là chết. À, em có một em màu cái con rô này với là một em cái rô xanh, hai em mà hai màu. Đây em này thì nó free size mà lời em nha baby doll. Em này là cúc của nó sẽ là dạng cúc ngọc hạt ngọc như vậy cho em nè mọi người, rất là xí tung luôn chứ. Em này thì giá cho em sẽ là 50 mà 23. 23 mà em giá 50. Đây mọi người ơi, rất là rẻ luôn cả nhà ơi. Áo xô có 50 ngàn cái mọi người, qua like là giá gốc liền, không có còn giá này nha mọi người. Cái này là 23 giùm em. Chị Linh ơi, mình tìm baby doll mình phóng vô cái album của tụi em đi, trong đó nhiều cái con baby doll lắm. Đúng rồi đó mọi người. Nói chung là mỗi áo sơ mi màu nhu nhu nhẹ nhàng nhu. Trời ơi có con này nè chứ ơi. Đây này chế, cái em này á là cái màu kiểu màu cacao á, kiểu màu cacao á chế. Rồi em này á thì nó ở đây nó bị dính một cái đốm dơ nè cả nhà yêu ơi. Rồi cái đốm bé tí từ từ mọi người về giặt em mà được nha. Rồi cả nhà ơi, em áo sơ mi mình vải đó là mình vải sơ mà, chỗ cái con này đẹp quá vậy, cái phong này đã vậy. Em này thì nó sẽ khoảng tầm giùm em là 60 con đổ về cho em ok là. Trời ơi cái màu đẹp quá trời mọi người. Kiểu như bị bắn ác xì cũng được. Rồi em này giá cho em sẽ là 70, mã cho em là B80 nha cả nhà ơi. Con bé này còn mới tinh và không lỡ lần gì hết.
B80 à, mặt vải còn ngon lắm. Mấy cái xanh lá đi. Mấy cái sập xanh lá, dạ rồi ok chế. Đây, mã cho em là B80 nha, trời ơi chế. Này đẹp mẹ. B80 giùm em nha mọi người. B80. Mấy cái sọc xanh lá này. Sọc xanh lá lên luôn mọi người. Một cái em áo mà cái dạng mà mọi người phối mà cái kiểu như laser đây rồi. Đây cả nhà. Em này mọi người sẽ là mặc, nó sẽ là cái dạng mà là một cái lớp khoác ở phía ngoài, ở trong mọi người nhớ bằng cái gì đó giùm em nha. Rồi cả nhà ơi, em này nó sẽ là cho em phải làm giùm em là đầu size L, là ok SM đầu size L cho em được cái tầm 62 kg đổ về ok là. Rồi em này giá cho em 70, mã số là B559. B559 nó giống như là kiểu laser mọi người, giống như laser. B559 em áo mông hả, chua lên luôn em yêu ơi. B559 em. Nhưng mà chắc là chắc sắp rồi đó cô, chắc trong tuần sau đó. Chắc là sắp rồi đó, thứ tư thứ năm rồi đó. Ừ, đây bữa nay chủ nhật cũng không là cả tầng cũng cũng gần sắp rồi đó, tại vì cũng lên kiện áo mông rồi đó. Đây em này là cái nhà ơi, bé này á thì nó nhấn cái eo như vậy giùm em nha mấy chế. Đó, lên dán giùm bé luôn. Nè cả nhà, em này là khoảng tầm giùm em size L, khoảng tầm giùm em là 63, 65 cái người đổ về cho em ok la. Tay rất là bồng luôn mọi người, nó có gấu hết trơn đó mấy chế, nó có chua nữa đây. Rồi nó có chua nó trên cái phần tay luôn nha mọi người. Rồi, em này trên tát để cho em là size S nhưng mà size to á mọi người. Bé này là size Việt thôi, size to hơn. Em này giá cho em 50, mã số cho em là A171 nha. A171 em. A171 cái gì ơi? A171. A171 em còn cái áo đỏ nè. Dạ B559 em chốt cho chị Nhi Minh nè. Chị Nhi Minh ơi, mình là khách mới mình chết lên bóc của tủ nha chị. B559 là 7 nha em. Rồi cái này mình chuyển khoản đơn đầu tiên giùm em nha. Rồi đây em này mọi người ơi, em này thì nó sẽ à, có mấy này trẻ ông ta cổ vuông, mấy này cổ vuông mọi người. Đây em này là size S nha mọi người, một em cổ vuông size S, nó có chun nha mấy chế, có chun coi dễ giùm em nha mọi người. Em này thì mình vải của nó sẽ là một em mình vải nó xô mà nó hơi pha với lại liên nành xíu, cái mình vải nó đẹp lắm. Đây đó mọi người. Rồi dạ có gì chứ mình nhắn tin vô trong mình post đi, giờ tụi em sẽ tư vấn cho mình nha. Rồi đây mọi người ơi, em này thì nó sẽ là 50.000 giùm em. Em này mã số giùm em nó sẽ là A615. 50k A615 giùm em nha. A615. Ôi vải sơ mi này xinh quá mọi người. Một em mình vải xô mềm nè cả nhà. Lên phơm với em nha. Ôi cái con bé này cái phơm nó lửng lửng mọi người, cái phơm lửng lửng như vậy nha. Đây là cái nhà. Trời ơi dễ thương. Em này là size M, mặc rộng rãi thoải mái giùm em hay chế. 58 kg đổ lại cho em ok la. Em này giá 70.000. Trời ơi mọi người ơi, giá rẻ cực kỳ mọi người, coi cái màu và cái mình vải cho em cực kỳ mới luôn. Rồi cái phơm, nhất là cái phơm nha. Cái phơm con này đẹp nha mọi người, xòe xòe ra tròn tròn giùm em mà. Rồi em này mã số giùm em là 577. 577 giùm em. 577 cái nhà ơi, 577 nha. Bé áo sơ mi. Rồi, một em áo sơ mi cho em công sở nha cả nhà. Đây nè. Đó, lên giá như vậy giúp em. Em này là SM cho em Okela. Em này á thì khoảng tầm giùm em là 58 59 đổ về. Em giúp thì chị Minh Phương Nguyễn Ngọc ạ. À. À dạ chị Nhi Minh ơi, mình là khách cũ ý kêu chị. Chị cho em số điện thoại nha chị. 3615 đây. 3615. Còn 577 luôn. Đây 577. 577. Kịp không em làm kịp không? Không kịp nhưng mà. Không, nói chung không. Ok ok. Rồi đây mọi người, chị sợ em ghi giá nó không bán, tại vì em không thấy thông tin. Ok ok. Rồi đây mọi người, em này bé áo sơ mi này nha mọi người. Em này á thì nó sẽ là một em mình vải nó kiểu nó hơi pha lanh chút xíu. Em này cái form rất là đẹp luôn mọi người. Em này thì nó kiểu là hộp hàng thấy thường thường tụi em bán là tới là 90 mọi người. Cái kiểu nó cũng là vô cái hàng siêu phẩm rồi, cái kiểu mà nó dạng basic đơn giản hàng ngày á. Em này giá cho em là mọi người 70.000. Em này mã số cho em là B680. Mấy này còn mới tin à? B680 em. B680. Dạ ok chứ Minh nha. Rồi chị Hương Hô á. À trên hồ là chị muốn xem mấy cái áo và tay. Rồi ok em, đây em này em áo đỏ đầu xào nha mấy chơi. Em này á thì nó là một cái em áo CS, mấy này là khoảng tầm giùm em CS nha mọi người. 58 kg đổ về, ủa 48 kg đổ về giùm em. 526 nha cả nhà. Đây em này giá 50. 526 giá 50 giùm em nha mọi người. Trời cái này con này mới tinh nè mấy chế ơi, này còn ngon lành lắm. 526 giùm em nha mấy chế. Đó 526 giùm em luôn. 526 cái con bé áo à, xem cái áo tay dài công sở ok chứ. Dạ 526. Ờ 526. Đúng rồi. Nó là size S. Hồi nãy có chị có báo chưa? Chị Hạnh ơi, chị cho em xin lỗi số đo đi đi tụi em. Áo tay dài công sở. Tại vì cái áo này nó bé á chị. Em sợ nó sẽ bị chặt mình á. Chị cho em xin số đo cho của mình ha, em đo cho chị.
tay dài công sở đây rồi. Đeo đo eo dưới vai giùm chị. Đo eo dưới vai hả? Ừ. Đo eo dưới vai. Dạ rồi, để em đo vậy chứ rồi. Đo eo dưới vai. Ok. Vai của em này nó sẽ là 37 nha mọi người. Vai 37, còn eo em này thì nó khá là to. Eo con bé này nó tới cho em là 96 lận. Eo nó phải tầm 96. Mọi người ơi, đợi em một chút xíu, bé đi công chuyện một cái rồi bé quay trở lại xíu nha mọi người. Mấy chị đợi chị Mẫu xíu nha. Chị Mẫu đi công chuyện rồi. Gì vậy trời? Cho chị Mẫu ọp xíu nha, chị mất công chuyện rồi. Em xin phép tạm biệt mấy chị xíu nha, xíu mấy chị quay lại với em nha.